Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình lại làm một video clip hướng dẫn về một số các thủ thuật đối với 3D Max. Hy vọng với cái video clip này sẽ giúp ích được cho một số bạn. Những bạn chưa biết hoặc cũng có thể là đã biết rồi nhưng chưa biết sử dụng nó vào đâu một cách cho hiệu quả, đúng không? Thì cái tip đầu tiên mình xin nói về đó là phần quản lý layer trong một cái file 3D Max. Quản lý layer là một cái vấn đề rất quan trọng khi các bạn vẽ một cái dự án mà nó rất nhiều đối tượng. Khi mình quản lý tốt thì mình sẽ làm việc hiệu quả hơn. Mà nhất là đối với những bạn mà sử dụng làm cho UE UE4 thì cái chuyện quản lý layer thì lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Thế thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn như thế này. Trong 3D Max nó cũng như là của AutoCAD nó cũng có cái phần gọi là phần layer. Phần layer thì các bạn bấm vào đây, Toolset Layer. Đấy. Thì các bạn nhìn vào đây thì thấy đây với một cái phòng mà mình lấy ví dụ nó quá nhiều như thế này, đúng không? Đấy. Khi các bạn muốn lựa chọn một cái đối tượng thì các bạn cứ phải group vào. Đúng không? Thì mới quản lý nó mới dễ. Thì tất nhiên còn một cách khác mà các bạn không cần group mà các bạn vẫn có thể quản lý được, vẫn có thể chọn được toàn bộ những cái đối tượng mà các bạn đang đang muốn select mà nó không cần group, đúng không? Đấy. Thế thì cách làm như sau, các bạn chuyển hết toàn bộ những cái này nó vào một mục của layer trên này, đúng không? Đấy, như như cái file này thì nó đang bị lung tung, đúng không? Đấy, chỗ này một ít, chỗ trên này một ít, bởi vì nó là cái cốc, nó là chỗ thì cái ghế, chỗ cái bàn, chỗ thì lọ hoa, đúng không? Đấy, thì các bạn trong này các bạn nhìn thấy cái layer này nó rất hay. Ví dụ như thế này. Mình có thể quản lý đối tượng của thằng này, mình tắt bật nó mà trong cả kể cả trong group mình cũng có thể tắt bật được, đúng không? Đấy. Nếu mà các bạn đưa nó vào một mục group riêng ở trong này thì các bạn có thể quản lý nó một cách dễ dàng hơn. Đấy, chẳng hạn như đây là cái bình hoa, đúng không? Các bạn, đấy, các bạn có thể tắt bật trong chính cái group này luôn. Thế thì bây giờ làm thế nào để mình quản lý được bình hoa nó gồm những cái layer gì, ghế nó gồm những layer gì, đúng không? Thì các bạn phải đưa nó về một một floor folder. Vậy trước tiên bây giờ mình mở nó ra. Mở toàn bộ nó ra. Đấy. Giờ nó quá nhiều đối tượng này, đúng không? Đấy. Thì bây giờ trước tiên các bạn phải làm một công tác như sau, đó là các bạn khi bạn vẽ bạn tách từng cái phần này ra. Đúng không? Đấy. Đây là cái mục cái ghế. Thì hiện đây mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách để đổi toàn bộ cái đối tượng này tên để nó thành về là một đối tượng nào đó, chẳng hạn như là bây giờ mình muốn đặt tất cả cái mục này nó sẽ là mục của ghế 1 chẳng hạn thế. Thì các bạn sẽ vào đây cho mình đổi hàng loạt đối tượng. Đó. Bình thường thì các bạn phải đổi tên từng cái đối tượng này, đúng không? Các bạn ghi vào đây là lưng ghế rồi một lưng ghế, hai lưng ghế, ba, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn toàn bộ luôn. Và các bạn vào tool, vào rename object, các bạn gõ vào đây ghế 1, chọn vào number. Number này để toàn bộ những cái này nó chuyển, cái này là tay ghế 1, tay ghế 2, tay ghế 3, ghế 1, ghế 2, ghế 3. Còn nếu các bạn không tích vào đây thì nó lấy toàn bộ cái này nó là ghế 1.
Được chưa? Thế thì cái này mình đang muốn lấy là ghế 1 thì mình chỉ bấm là ghế 1 thôi. Bỏ cái number đi. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ thấy đây là toàn bộ ghế 1 này. Đấy. Đúng không ạ? Đấy thì bây giờ nó đổi hết tên thành ghế 1 rồi. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn chuyển toàn bộ thằng ghế 1 này vào trong một mục đúng không ạ? Đấy. Bây giờ mình sẽ tạo một folder cho các bạn là cái phía ghế 1. Rồi. Add new layer các bạn nhỉ. Các bạn gõ về. Đấy. Thì đấy toàn bộ những cái phần mà ghế 1 nó đã chui vào trong đây rồi. Các bạn đổi lại cái tên cho nó. Đấy thì name ghế 1. Và bây giờ các bạn để ý này, nó vẫn là đối tượng riêng lẻ, các bạn vẫn thoải mái để điều chỉnh đúng không ạ? Nhưng mà các bạn quản lý để tắt bật từng đối tượng. Đấy, các bạn sẽ tắt được toàn bộ. Và trong này thì các bạn tắt từng từng cái một. Đấy, bấm một cái mắt này. Tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ làm với các cái ghế khác. Đấy, đây là một cái file, gọi cái file nó bị lỗi ấy. Quản lý lỗi rồi thì mình làm nó bị mất công. Còn khi các bạn vẽ thì cứ đưa một cái model nào thì các bạn chuyển nó về một layer luôn, nằm trong một group nào đó. Đấy. Thì và bạn làm ngay từ đầu thì bạn sẽ không phải phải đi 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 lọc lại cần này những cái thì nó sẽ rất mất thời gian. Thì mình khi mình vẽ một cái bài mới là mình phải làm ngay công tác này. Công tác này sẽ trở thành nó như một cái thói quen của các bạn khi các bạn làm việc là cứ mở hoặc là mình copy nhận một cái mới vào chẳng hạn như bây giờ mình import một cái mới vào. Đây mình map một cái mới vào nhé. Map vào cái chúng ta chuyển luôn nó thành đối tượng. Ví dụ như thế này. Đây. Mình giả sử mình map toàn bộ thằng này vào. Khi nó vào cái thì các bạn phải làm ngay công tác đầu tiên là đổi tên và cho nó vào một group đúng không ạ? Đấy thì mình cứ mỗi mình làm công tác như vậy thì ngay từ đầu mình sẽ không phải mất công lọc lại như thế này nữa. Và toàn bộ những cái này chẳng hạn như phần phần ly cốc bát đĩa này thì bạn có thể ghi thành là cái mục gọi là mục mục đồ trên bàn chẳng hạn hay là mục gì đấy thì các bạn làm ngay từ lúc đầu. Thế thì khi đấy mình sẽ quản lý nó sẽ tốt hơn, được chưa? Đấy. Đây là phần cổng. Thế thì ngay từ lúc đầu này mình sẽ đổi tên luôn. Đúng không? Rename object. Rồi, bạn ghi đây là cổng. Sắt. Đúng không? Đấy, còn bạn ấn number thì tự nó cái này nó chuyển các thành đối tượng từ 01 02 cổng sắt 01 cổng 02 bao nhiêu diện họa tiết thì nó ghi bấy nhiêu cái đối tượng. Đấy. Rồi thế bây giờ các bạn bây giờ nó sẽ về toàn bộ cái thằng nào là cổng sắt thì nó sẽ nằm trong cổng sắt đây. Đúng không? Đấy, khi mà bạn đưa vào nó sẽ rất là lung tung lắm, nó còn tít ở phía trên kia nữa kìa. Đấy. Nó bị lung tung tung và chúng ta tìm rất khó. Vậy thì bây giờ trước tiên mình phải phải đưa nó về gọi là một cái layer add select to layer hoặc group đúng không ạ? Các bạn muốn tạo nó ra một group mà trong đấy nó sẽ có nhiều layer hoặc các bạn nhét hết nó vào một một đối tượng thôi. Đấy thì bạn ghi vào một layer. Đấy thì toàn bộ thằng cổng sắt này nó nhiều đồ chi tiết thế này cơ mà. Đấy, các bạn sẽ cho nó vào đây. Thì nên cổng sắt. Rồi, bây giờ bạn chỉ cần đóng lại cái này đấy, danh sách nó sẽ ít đi đúng không ạ? Bây giờ các bạn tắt bật đấy. Trong cổng sắt các bạn có thể tắt những cái chi tiết khác nhau. Đấy. Đấy là cách cách quản lý các đối tượng. Đấy. Cái việc quản lý này nó cực kỳ hiệu quả. Được chưa?
Thế thì vừa rồi chúng ta đã đi qua được hai cái, đó là một cái là đổi tên hàng loạt đối tượng, hai là quản lý layer. Đấy. Các bạn cũng có thể đổi tên như thế này. Các bạn để ý chẳng hạn như như cái này thì mình đang group đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình muốn đổi tên toàn bộ cái này nó thành những cái đối tượng như hoa sen 1, hoa sen 2, hoa sen 3 đúng không ạ? Bây giờ nó đang lung tung quá rồi. Đấy, đủ các tên này các bạn chọn toàn bộ ở đây. Rename object hoa sen. Đúng không? Các bạn ấn vào number thì nó sẽ bắt đầu nó tính cho các bạn các đối tượng từ 01 cho đến hết thôi. Rồi. Các bạn để ý này. Đấy, khi này mình nhét nó luôn vào mục hoa sen. Hoa sen. Làm như thế này thì các bạn không không nhất thiết phải group nó vào đâu ạ. Đấy, các bạn vẫn làm như thế này mà các bạn lại lại quản lý được nó một cách rất dễ dàng. Đó, mục hoa sen được rồi. Hoa sen rồi đây. Đấy, các bạn tìm cũng rất nhanh. Thêm mục hoa sen. Được chưa? Đấy. Đấy, khi mà các bạn muốn tìm một đối tượng mà mình đặt tên rồi thì mình tìm nó ở đây. Mình các bạn chọn rất ghế cái ghế chẳng hạn lúc nãy. Đó, đây là cái ghế đúng không? Đấy, tắt bật luôn cái ghế. Cái cổng. Đó, nó ra luôn cái mục của cái cổng. Đấy, thì cái layer này nó là một cái rất cực kỳ hay mà các bạn cần phải phải tuân thủ một cách quy tắc ngay từ đầu và làm việc có hệ thống thì cái bản vẽ của mình nó sẽ rất chuyên nghiệp khi gửi cho bất kể bên nào hoặc là các bạn sau tiếp quản vẽ thì nó cũng rất dễ đúng không ạ? Đấy. Đây là mục giường này. Đấy. Đó. Khi các bạn làm sạch sẽ rồi thì nó chỉ có vài mục ở đây thôi. Giường, ghế, rồi hoa, rồi các thứ là nó nằm hết trong mục này. Đấy, khi đấy bạn muốn chọn cái nào trong mục này chẳng hạn, bạn muốn chọn con cá trong mục này thì bạn chỉ việc tìm ở trong đây thôi. Đấy. Là nó sẽ tự tự động đến cho bạn. Bạn ấn Z một cái là nó sẽ zoom đúng vào cái vị trí của cái mình đang đang muốn tìm, đúng không ạ? Rồi. Mục này chúng ta đi như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục mục khác. Đó. Đó. Phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến gọi là cách lưu select lựa chọn đúng không ạ? Tức là mình chọn. Bây giờ mình các bạn trong lúc đang đang làm việc với cả cái phần hoa sen này. Bây giờ các bạn muốn là chọn thằng này trước. Tí nữa mình sẽ chọn những thằng này và những thằng này, thằng này, thằng này để mình gộp lớp với nhau đúng không ạ? Thì nó có một mục nữa, đó là cái mục select lựa chọn, tức là bạn lưu lại cái select, tức là lưu lại cái lựa chọn thành những cái tên và sau này các bạn chỉ việc chọn lại nó thì là nó sẽ select lại thì ở cái mục này này, click select set. Đấy. Thì các bạn khi các bạn chọn xong các bạn gõ một cái tên vào đây chẳng hạn như là cá. Đúng không? Rồi mình bỏ qua, bây giờ đến toàn bộ phần mục hoa sen. Thì bây giờ mình có hoa sen trắng đi. Đấy, mình chọn các mục hoa sen trắng. Mình lưu một cái là lá sen trắng chẳng hạn. Sen trắng. Được chưa? Và đây là sen màu gì đấy mình không rõ. Như là sen sen đen được chưa? Đấy, bây giờ có một mục nữa cá là cá hai chẳng hạn, cá hai được chưa? Thế bây giờ các bạn muốn chọn lại toàn bộ những cái con cá mà lúc nãy mình đã chọn này rồi, tức là trong cái công tác mà lúc mình làm rất nhiều cái thứ lung tung mà mình muốn chọn lại cái vùng lúc nãy để mình làm thì làm như thế nào? Các bạn chọn vào đây. Cá này. À, nó chọn lại đúng những cái con cá mà lúc nãy các bạn đã chọn, đúng không ạ? Xong tiếp tới là đấy, phần mục sen đen. Sen trắng, đúng không ạ? À, mình chọn những cái vùng này thôi.
Rồi, bây giờ tiếp tới mình sẽ lại hướng dẫn các bạn thêm một cái thủ thuật nữa, đó là select theo vật liệu, đúng không ạ? Các bạn muốn chọn toàn bộ những cái đối tượng mà nó có chung vật liệu giống nhau thì mình chọn, chẳng hạn như là toàn bộ những cái mà mình đã tả vật liệu nó là sàn gỗ hay là cái bằng bằng vàng hay là bằng gỗ, bằng giấy, bằng các thứ, để khi các bạn muốn chọn lại toàn bộ các đối tượng đó, bạn đổi lại cái vật liệu hay là bạn muốn group nó vào thành một đối tượng để dễ quản lý thì các bạn sẽ làm như sau. Chẳng hạn như là đây trên này mình sẽ có các vật liệu khác nhau rồi, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình muốn chọn lại toàn bộ những cái con cá như thế này. Đây là cùng một đối tượng đúng không ạ? Mà các bạn không cần phải đi chọn từng cái con như thế này nữa. Đây là nó còn ít, nó có những cái mà nó li ti rất nhiều, những cái bông hoa nhỏ 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 chẳng hạn thế. Thì mình sẽ chọn như thế thì rất mất thời gian đúng không ạ? Khi mà mình đã phán nó ra rồi. Vậy thì bây giờ mình có một cách, đó là các bạn mở bản material lên, các bạn như M đúng không ạ? Bạn chọn material lên, bạn chọn một cái bút này để hút lại cái vật liệu mà lúc nãy mình đang có. Chẳng hạn ví dụ mình muốn chọn là con cá này, đây là vật liệu vàng đúng không ạ? Bây giờ mình muốn chọn toàn bộ những cái con cá mà, hoặc là cái này không biết có phải cùng là vật liệu không, thì mình sẽ chọn như thế, mình sẽ thử đúng không ạ? Các bạn vào mục material và các bạn chọn select by material đúng không ạ? Tức là mình sẽ chọn theo theo vật liệu đấy. Bây giờ các bạn ấn select. Đấy thì nó sẽ chọn toàn bộ những cái con nào mà những thứ mà nó có liên quan đến cái vật liệu này. Đấy, thế là nếu mà chẳng hạn trong cái bài này nó còn rất nhiều nữa thì nó sẽ chọn toàn bộ những cái nó có liên quan đến vật liệu vàng này. Để lúc đấy các bạn tách từng cái đối tượng này riêng ra. Đúng không ạ? Tương tự làm thử với cây lá sen này. Rồi. Các bạn chọn select by material. Select. Đấy, nó sẽ chọn toàn bộ những cái này cho các bạn, đúng không? Nó trừ lại những cái này. Đúng. Shop Select. Shop Select là như thế này, chẳng hạn ví dụ Shop Select cũng là một cái rất quan trọng cho các bạn khi các bạn muốn chế đồ, chẳng hạn như là mình mua lấy một cái sofa, nó na ná khách hàng nó gửi, họ gửi cho mình một cái sofa mà chân nó cong cong mà mình tìm nó không có. Nó chỉ có những cái chân thẳng thẳng, hình dáng thì giống giống nhưng mà chân nó thẳng chẳng hạn. Thì bây giờ mình muốn nắn cho cái chân nó cong. Thì nếu mà chẳng hạn như là ví dụ như con cá bây giờ muốn nó nắn nó thẳng ra, các bạn nắn như thế nào? Đúng không? Nếu các bạn mà chuyển luôn thế này các bạn nắn thì chắc là chết luôn, đúng không? Không thể nắn được. Đấy. Ví dụ như này các bạn nắn nó ra thế này thì đúng là nó sẽ bị gãy đúng không ạ? Đấy, chẳng hạn nắn như này các bạn phải cứ tách từng điểm với các bạn nắn. Đấy. Đúng không ạ? Làm cho nó cũng khá mất thời gian. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ chọn nó là nắn select đúng không ạ? Các bạn sẽ chọn cả vùng này, bạn nắn theo uốn uốn theo cái chiều chiều của nó. Ví dụ và bọn chọn vào cái này nhá. Convert sang edit poly này. Chọn vào đây. Bây giờ mình muốn chọn shop select, các bạn chọn vào shop select. Click vào user shop select đúng không ạ? Thì cái này các bạn bấm vào này, các bạn sẽ thấy cái vùng mà xanh đỏ và xanh lam, thì các bạn người ta phân phân định như này, tất cả các vùng màu đỏ là vùng vùng được tác động trực tiếp, vùng màu vàng nó cứ giảm dần, tức là nó cứ giảm dần, nó ít tác động hơn ra đến ngoài, thằng là thành xanh lam là ít nhất, và ngoài cái vùng xanh lam tức là màu trắng này là không bị tác động đúng không ạ? Đấy, các bạn có kéo thì nó cũng không bị tác động đâu. Mới nhóc nhưng mình đang nói chuyện. Đấy thì bây giờ các bạn chọn như thế này, bây giờ mình muốn là cái vùng này nó tác động lớn hơn nữa thì các bạn tăng vào đây. Đúng không ạ? Đấy, thì nó càng mở rộng cái vùng ra. Đấy thì bây giờ các bạn kéo chẳng hạn này. Thì là, đây là vùng đỏ đúng không ạ? Nó không có cái vùng xanh thì là mình di chuyển nó sẽ vẫn bị ảnh hưởng đúng không? Vậy thì mình giờ mình mở rộng nó ra này. Thì khi mình di chuyển đấy, nó di chuyển cả một vùng như thế. Đúng không ạ? Các bạn bắt đầu mới xoay. Đó, nó sẽ rất dễ cho các bạn khi mà bạn bắn nắn. Hoặc là bạn muốn cho nó cong hẳn lên này. Đấy. Đúng không ạ? Mình điều chỉnh như vậy.
Thằng Shop Select nó sẽ có cho các bạn làm theo vùng màu. Đấy. Được chưa? Đấy, đấy gọi là Shop Select. Các bạn muốn muốn điều chỉnh toàn bộ cái phần này nó sẽ dễ hơn là các bạn select từng từng vùng. Đấy. Đó là mục shop select. Đấy. Khi các bạn cần hiệu chỉnh một cái gì mà nó bị chia nhiều lưới ấy, thì các bạn sẽ phải nắn, bắt buộc các bạn phải nắn bằng shop select thì các bạn mới nắn được. Còn nếu các bạn mà chỉ gấp bằng điểm, mà các bạn gấp điểm như thế này kéo thì cực kỳ khó luôn. Đấy, nó sẽ không không thể kéo đi được. Thì các bạn sẽ nắn như thế này. Nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Đấy. Chưa? Đấy. Đấy thì mình làm nhanh thì làm qua vậy để cho các bạn nắm được thôi, nắm được các cái quy trình của nó. Thì khi ứng dụng vào thì các bạn linh hoạt sẽ tự làm được, đúng không ạ? Đấy. Ok. Kết thúc phần này, chúng ta lại chuyển sang một cái tip khác. Tiếp tới thì lại xin giới thiệu với anh chị em đó là một cách gọi là chuyên select. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu về cái mục select này, nó cũng đã 4 5 6 cái tip nhỏ nhỏ rồi, đúng không ạ? Bây giờ các bạn lại một cái nữa đó là select. Chúng ta sẽ thay đổi sự lựa chọn của select, đúng không ạ? Giả dụ như bây giờ chúng ta có một cái đối tượng này, cái này bỏ đi. Mình sẽ làm việc trên một cái này cho nó đơn giản hơn tí. Đấy, giả sử mình vẽ bằng một cái ấm này cho nó anh em dễ hình dung đúng không ạ? Convert Poly. Rồi thì bây giờ mình bật cái phần lưới lên. Giả dụ như bây giờ chúng ta muốn select một cái vùng này. Đúng không? Thì các bạn làm nào, các bạn bấm vào đây đúng không? Bấm kích này, ấn Ctrl rồi chọn. Là một cách. Cách thứ hai các bạn sẽ bấm cái phần này. Đúng không? Bấm là phần giao qua này và bấm vào cái select object, tức là các bạn bấm vào cái này thì các bạn quét trên cái vùng mặt này nó sẽ chọn, đúng không? Nếu các bạn không bấm nó đây, các bạn bấm chuyển ra đây. Rồi bây giờ mình sẽ ứng dụng trên cái ấm teapot này đúng không? Thì bây giờ mình chẳng hạn như các anh em muốn chọn cái vùng như thế này, đúng không? Thì các bạn sẽ bấm vào như thế này. Đấy là một cách. Cách thứ hai là các bạn sẽ bấm vào vùng giao qua này, bấm vào cái select chọn này đúng không? Thế thì bây giờ khi mình chọn này rồi, bây giờ mình chẳng hạn như là nếu mà mình muốn chọn cạnh thì sao? Chọn các cái cạnh mà ở trong cái vùng này thôi. Thì các bạn lại cũng bấm như thế này đúng không? Ấn Ctrl rồi chọn này. Nó sẽ rất lâu. Đó. Hoặc là các bạn chọn như thế này. Đúng không? Ấn Ctrl. Đấy. Thì còn một cách nữa là nếu các bạn đã chọn được như thế này. Đúng không? Khi mà các bạn chuyển về này. Các bạn ấn chẳng hạn như ấn Ctrl và bấm vào cái X này đúng không? Là về đường. Đấy, bấm cái ấn Ctrl bấm vào đây. Nó sẽ chuyển toàn bộ mặt về về đường, đúng không? Thế bây giờ mình muốn là chỉ chọn mỗi cái đường bao ngoài này thôi. Đúng không? Thì các bạn lại chuyển về đây. Các bạn ấn Shift, ấn vào S
Rồi bây giờ nó chỉ dọn mỗi đường bên ngoài và nó loại bỏ tất cả những cái phần phần đường bên trong đấy, thay vì lúc nãy chúng ta quét này xong rồi trừ trừ các cái này đi đúng không, thì các bạn chọn vào mặt xong lại ấn Shift, ấn vào S. À, nó sẽ trừ toàn bộ cái vòng trong và chúng ta chỉ lấy cái phần ngoài. Đấy, bây giờ chẳng hạn như là nếu chúng ta ít chút đó đúng không ạ, đấy đúng không ạ. Thế bây giờ tiếp tục chúng ta lại chọn, giả sử như là bây giờ chúng ta lại chỉ chọn những cái đường bên trong thì sao, bỏ hết cái đường ngoài này, chỉ chọn đúng bốn cái đường bên trong thì các bạn lại cũng vẫn ấy này, nhưng mà các bạn ấn phím Ctrl Shift đúng không ạ, ấn Ctrl Shift bụp đấy, nó sẽ trừ toàn bộ các đường ngoài mà nó chỉ lấy mỗi đường trong. Rồi bây giờ chúng ta lại đi chút ra đúng không ạ, giả sử thế, hoặc là beaver các bạn làm như nào đó đấy, đấy là cái cách của các bạn. Ấn Ctrl Shift này. Rồi. Đấy. Ok chưa? Đấy. Thế cũng 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 tương tự như vậy. Thế nên nếu giờ giả sử bây giờ chúng ta muốn lấy từ một điểm này mà chúng ta muốn chọn sang mặt ở vòng quanh đúng không ạ? Xung quanh cái điểm này thì các bạn ấn chọn điểm. Bây giờ muốn chọn toàn bộ cái mặt này, đây là giả sử mình chỉ muốn muốn chọn toàn bộ cái mặt này đúng không ạ? Thì các bạn chọn vào điểm này, ấn Ctrl rồi ấn sang sang poly. À, nó sẽ chọn tất cả những cái mặt nào mà có liên quan đến cái điểm này đúng không ạ. Thế tương tự như thế thì bây giờ các bạn muốn mở rộng hơn, đây đây đúng không ạ, ấn Ctrl đấy, lúc này nó sẽ là chọn những cái nào nó liên quan đến hai điểm này. Ừ, thì lúc đấy các bạn phải tính, giả sử như bây giờ mình muốn là chọn một điểm này thì nó sẽ có bốn cái này đúng không ạ, và một điểm ở đây thì nó sẽ có bốn này, tức là mình chọn hai cái mặt này thì các bạn sẽ chọn như sau, đây một và nó xa xa đây chẳng hạn, đấy thì lúc này nó sẽ lấy bốn cái mặt này và bốn cái mặt này, các bạn ấn Ctrl đó. Thế bây giờ mình muốn lấy đường bao quanh của bốn này thôi, nếu mà các bạn lại chuyển về Shift Ctrl Shift à, là Shift thôi đấy, thì nó lại sẽ lấy bốn đường bao này đúng không ạ. Đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ ít chút ra chẳng hạn đúng không ạ. Thế thì đó là cách chuyển qua chuyển lại giữa các cái đối tượng, giữa các cái này, các bạn cứ ấn Ctrl hoặc Shift, Ctrl là cộng thêm vào, Shift là trừ đi, hoặc là các bạn ấn phím Alt cũng được, Alt cũng là trừ đi. Vậy thì bây giờ mình sẽ chỉ có này, còn Ctrl Shift thì là sẽ loại bỏ cái phần ngoài và lấy phần trong, hoặc là ngược lại nhé. Ok rồi, bây giờ còn một mẹo nữa, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cách boolean của sáp, tức là boolean chế độ 2D để mình ít chút lên, chẳng hạn như vẽ một cái hình như thế này, vẽ một cái hình khuyết khuyết và thủng lỗ đúng không ạ. Đấy, giả sử mình vẽ một cái rectangle này đúng không, vẽ một cái đường tròn. Đấy, bây giờ mình sẽ cắt khuyết của nó. Được chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm mấy cái lung tung trong đây. Rồi, giả sử thế. Bây giờ các bạn attack chuyển về convert. Rồi, chọn này. Attack multi đúng không ạ? Các bạn sẽ chọn toàn bộ. Rồi. Bây giờ mình sẽ chọn một đường này. Các bạn nhớ chuyển về cái này nhé. Chế độ 3, cấp đường.
Sau đấy mình dùng boolean luôn ạ. Đấy, boolean. Bấm vào đây. Đấy. Cắt đi các cái vùng vùng phía bên ngoài. Thì thôi mình. Đấy, bây giờ các bạn ấy chút nó lên. Đúng không? Đấy. Đấy. Bây giờ mình chuyển sang đối tượng, và bây giờ giả sử như mà mình muốn làm một cái đường đường bo vòng quanh của thằng này nổi lên nữa đúng không? Các bạn làm thế nào? Thế thì không, bây giờ mình bây giờ mà chọn các cái đường này, đường trên mặt này thì làm thế nào? Khó quá đúng không? Các bạn không thể chọn được. Bắt buộc các bạn phải chọn cái kiểu này đúng không? Đấy. Đấy thì nó cũng quá là phức tạp. Đấy, lại phải chuyển về này. Rồi. Đấy. Đúng không? Thế giả sử bây giờ các bạn lại muốn chọn những thằng bên trong này làm nào. Làm nào. Đấy, thì lại có những cái chọn như sau. Bây giờ các bạn lại chọn về mặt đúng không? Chọn về mặt rồi. Bây giờ tôi đảo ngược lại cái mặt vào trong. Được chưa? Đảo mặt vào trong. Lại làm công tác như sau. Căn trốn. Hoặc là căn trốn ship thì là trừ bỏ những cái đường vành này nữa. Đấy. Bây giờ căn trốn cái đã thì là nó sẽ chọn toàn bộ các đường bên trong và đường ngoài. Thế bây giờ mình muốn chỉ lấy mỗi đường trong thôi. À. Bây giờ ấn ship, căn trốn ship. Căn trốn ship. Đấy thì nó sẽ chỉ lấy những cái đường đường sinh bên trong này đúng không ạ? Đấy. Đấy, thì bây giờ mình mới bắt đầu mới chẳng hạn như mình muốn tạo răng cưa hay là tạo mình muốn là chọn tất cả những cái đường bao xung quanh này đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình lại chọn đường bao xung quanh, chọn về mặt đúng không ạ? Các bạn lại chọn về mặt. Ấn bột. Rồi, bây giờ nó sẽ chọn toàn bộ cái đường này. Bây giờ mình tách cái đường này ra. Ví dụ thế. Nhất là các bạn làm đường phào trần cho các thứ đấy. Các bạn vẽ cái trần xong các bạn bấm vào cái mặt trần. Xong rồi chuyển về cái này là sẽ lấy được cái đường đường bao đúng không ạ? Bao đúng này xong cho phào chạy theo là xong. Đó. Ví dụ như thế. Mình sẽ có một bài hướng dẫn các bạn vẽ phào. Dạ. Rectangle. Ví dụ tiếp tới là chúng ta sẽ sang một mục khác, sang mục khác. À, bây giờ các bạn sẽ đến với một cái mục gọi là topology tool đúng không? Cái mục này nó cũng khá hay để các bạn vẽ những cái loại mà đan, các loại đan hoặc là các loại cái mục topology này để các bạn có thể ứng dụng vẽ các loại đan lưới đấy, hoặc là những cái loại hình zigzag trong các cái tấm tấm curtain pen đúng không? Curtain wall, tức là tạo các cái vách. Thì trước tiên ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái thế này, chia đường sinh nhiều nhá, cái này chia đường sinh nhiều nhiều một chút. Đây ba. Đây 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 chưa về lấy vuông đúng không? Rồi các bạn convert poly rồi. Thì các bạn bấm vào đây model link này đúng không? Đấy, các bạn vào model link, bấm vào poly model đúng không? Đây các bạn gần poly topology rồi. Thì trong cái mục này của các bạn nó sẽ có rất nhiều cái mục để mình lựa chọn. Ví dụ như là cái này. Mình sẽ bấm vào này. Ít lửa đường sinh quá nó chia không đẹp. Đấy, chuyển về các cái lưới luôn.
Đúng không ạ? Đấy. Nó chia cho mình. Đấy. Nó chia một cách random các bạn. Đấy, random. Đấy thì ứng dụng của cái này thì các bạn chắc là sử dụng vào các cái kênh khác nhau. Đấy. Mình chẳng hạn như mình đang muốn làm này đúng không ạ? Đấy, bây giờ làm mạch gạch chọn này. Insert nó xuống thôi. Để chút vào đúng không? Đấy. Mở rộng này. Để chút nó xuống. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi là tả thành thành gỗ và là kính thôi. Đấy, đây cũng là một tác dụng để cho các bạn linh hoạt xử lý công việc đúng không ạ? Ví dụ như thế này. Chia đường xong mình lên nhiều nhiều tí rồi cho nó đẹp poly dạ chọn về cái này đấy không được cái này không đẹp đây chẳng hạn thế mình chọn toàn bộ đường đường line tách nó ra ok chưa đó. Đen nó đi bạn cho to đường này lên 15 ví dụ đấy. Đây là mình giới thiệu thôi còn các bạn thì sau này các bạn sử dụng nó tùy mục đích của mỗi người nó rơi vào cái trường hợp nào thì các bạn ứng dụng thôi đúng không đấy. Thì các bạn lưu tâm cái này nhá. Ok. Thôi, thời lượng hôm nay tạm thời vậy đã. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp thêm một số những mẹo nữa. Và hôm tới này mình sẽ có một tip về mục vẽ phào chỉ hoa văn. Mời các bạn sẽ đón chờ vào clip tiếp theo vào tuần tới nhé. Hôm nay mình tạm dừng ở đây. Xin thân ái chào tạm biệt bà các bạn.